nguồn gốc của ân phước lớn nhất. Padmasambhava nói: Sùng kinh tuyệt đôi đem lại ân phước lâu lâu, không hoài nghi đem lại thành công mỹ mãn. Những người Tây Tạng biết nếu bạn xem thầy như Phật thì bạn sẽ nhận được phước của Phật, nhưng nếu bạn xem thầy như một con người thì bạn chỉ được phước của con người. Vậy nếu muốn nhận được năng lực chuyển hóa trọn vẹn của lời dạy của bậc thầy thì bạn phải khơi mở trong chính mình lòng sùng kính lớn lao nhất. Chỉ khi bạn xem thầy như Phật thì một nền giáo lý như của Phật mới đến với bạn từ tâm giác ngộ của bậc thầy. Nếu bạn không thể xem thầy như Phật mà chỉ xem như người thì không bao giờ có được ân phước trọn vẹn. Và ngay cả nền giáo lý vĩ đại nhất bạn cũng không thể đón nhận được. Càng tư duy về sự sùng kính và vai trò của nó trong tri kiến về giáo lý, tôi càng nhận thức sâu xa rằng đấy cốt yếu là một phương tiện thiện xảo để làm cho chúng ta dễ hấp thụ chân lý mà thầy truyền dạy. Những bậc thầy không cần sự tôn thờ của chúng ta, nhưng có xem thầy như Phật sống thì ta mới có thể lắng nghe thông điệp của giáo lý, và nhất là tuân theo những chỉ giáo của họ. Như vậy, có thể nói sự sùng kính là cách thực tiễn nhất để có niềm tôn trọng tuyệt đối, và do đó mở lòng ra để đón nhận giáo lý mà bậc thầy truyền đạt và thể hiện qua con người của họ. Càng sùng kính, bạn càng mở lòng ra đối với lời giảng dạy, và càng mở lòng ra thì giáo lý càng có nhiều cơ hội để thấm vào tim óc bạn, và nhờ vậy phát sinh một sự chuyển hóa tâm linh toàn diện. Vậy chỉ nhờ xem thầy như Phật sống mà tiến trình thành Phật của bạn có thể thực sự bắt đầu và hoàn tất khi tâm trí bạn đã hoàn toàn mở ra trong niềm hân hoan, ngạc nhiên, biết ơn đối với sự màu nhiễm là hiện diện của bậc thầy, hiện thân của giác ngộ. Thì khi ấy, dần già trải nhiều năm, có thể xảy ra sự truyền thừa từ tâm trí tuệ của bậc thầy sáng tâm của bạn, mở cho bạn thấy ánh quang vinh của Phật tính nơi chính bạn, và cùng với Phật tính ấy là ánh quang vinh của toàn vũ trụ. Tình sư đệ thân thiết sâu xa nhất ấy trở thành một tấm gương phản chiếu mối tương quan của người đệ tử đối với cuộc đời và thế giới nói chung. Bậc thầy trở thành hình ảnh cốt cán trong sự thực hành tri kiến thuần tịnh. Cao điểm của nó là khi hành giả thấy một cách trực tiếp, không còn chút nghi ngờ nào, thầy là Phật sống, lời thầy là Phật ngôn, tâm thầy là tâm giác ngộ của tất cả chư Phật. Mỗi hành động của thầy là một biểu hiện của Phật hạnh. Chỗ thầy ở là cảnh giới Phật, và ngay cả những người xung quanh thầy là ánh sáng do trí tuệ của thầy chiếu ra. Khi những nhận thức như vậy càng ngày càng hiện thực và vững chắc, thì phép lạ trong tâm mà hành giả đã trông ngóng từ bao đời kiếp có thể dần dần xuất hiện. Hành giả khởi sự thấy một cách tự nhiên rằng mình, vũ trụ và tất cả hữu tình trong đó đều trong sáng toàn hảo một cách tự nhiên. Thế là cuối cùng, hành giả đang nhìn vào thực tại với chính con mắt của mình. Bậc thầy như vậy là con đường, là phiến đá thử vàng màu nhiễm để phát sinh một chuyển hóa toàn diện của mọi nhận thức nơi người đệ tử. Sự sùng kính trở thành phương thức nhanh nhất, giản dị nhất và thuần tịnh nhất để trực ngộ bản tâm và vạn pháp trong vũ trụ. Càng tiến trên con đường này, ta thấy tiến trình ấy hổ tương duyên sinh một cách kỳ diệu. Khi chúng ta có liên tục phát sinh trong lòng sùng kính, sự sùng kính ta có được ấy là phát sinh ra ánh sáng của tự tâm ta. Sự thấy được ánh sáng tự tâm lại làm cho ta tăng lòng sùng kính đối với bậc thầy, đã khơi niềm cảm hứng cho ta. Như thế là sùng kính tuôn phát từ trí tuệ, sùng kính và kinh nghiệm về bản tâm trở thành một thực thể bất khả phân và gửi cảm hứng lẫn nhau. Thầy của Petrun Rinpoche là Chikme Ganwe Nyoyu. Trong nhiều năm ngài nhập thất trong một hang động, một ngày kia khi ngài ra ngoài, mặt trời đang đổ xuống, ngài nhìn lên trời thấy một đám mây đang di chuyển về hướng mà Chikme Lingpa, bậc thầy ngài đang cư ngụ.
Ngài nghĩ trong tâm, thầy ta đang ở nơi kia. Và một niềm khát ngưỡng và sùng kính dâng trào trong tâm Ngài, mãnh liệt tới nỗi Ngài ngã quỵ. Khi Ngài tỉnh dậy, toàn thể tâm giác ngộ của bậc thầy đã được truyền sáng cho Ngài, và Ngài đạt đến trình độ chứng nhập cao nhất, gọi là diệt tận định. Dòng ân sủng. Những câu chuyện về năng lực của lòng sùng kính và ân phước của bậc thầy không phải là những chuyện chỉ có trong quá khứ. Trong một con người như Kendro Cheering Chokron, bậc nữ đạo sư của thời đại chúng ta, ta có thể thấy được kết quả sự tu tập và sự sùng kính sâu xa đối với bậc thầy là như thế nào. Tính khiêm hạ, giản dị của bà, trí tuệ trong sáng của bà được mọi người Tây Tạng tôn kính. Mặc dù bà cố hết sức ở lại trong bóng tối, không bao giờ xuất đầu lộ diện, bà sống cuộc đời khổ hạnh ẩn cư của một hành giả tu thiền quán ngày xưa. Tôi thường nghe Kendro nói nhiều lần rằng, nếu liên hệ của bạn với thầy bạn được giữ thực sự trong sáng, thì mọi sự trong đời bạn sẽ tốt đẹp. Cuộc đời bà là điển hình cảm động nhất về điều này. Sự sùng kính đã làm cho bà thể hiện được tinh hoa của giáo lý và tỏa chiếu cho người khác ánh sáng ấm áp của tinh hoa ấy. Kendro không giảng dạy một cách trịnh trọng. Kỳ thực, bà không nói nhiều, nhưng điều gì bà nói thường rõ rệt một cách sâu xa, đến nỗi nó trở thành lời tiên tri. Lắng nghe bà tụng lên những lời kinh hay thực tập thiền định với bà, bạn được cảm hứng sâu xa tận tâm thể. Ngay cả khi đi dạo với bà hay chỉ ngồi với bà, ta cũng thấy như được tắm trong niềm hỷ lạc mãnh liệt của sự hiện diện ấy. Vì Kendro rất dè dặt, và vì sự vĩ đại của bà nằm ở tính bình dị, nên chỉ có người nào thực sự trí tuệ mới thấy được bà là ai. Chúng ta sống trong một thời đại mà chỉ những người phô trương mình ra lại thường được thán phục nhiều nhất. Nhưng chính trong những người khiêm cung như Kendro mà chân lý đang sống thực sự. Nếu Kendro có bao giờ đến giảng dạy ở Tây Phương, bà sẽ là một bậc thầy toàn hảo, bậc nữ đạo sư vĩ đại nhất, người nhập thể được một cách huyền nhiễm toàn triệt. Đức từ bi và trí tuệ của Tara trong ngoặc, tâm bi mẫn có tuệ giác được thể hiện qua thân hình một nữ nhân, có năng lực chữa trị tâm linh. Nếu tôi phải chết mà có Kendro tiếp dẫn, thì tôi sẽ cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn bất cứ bậc thầy nào khác. Tất cả những gì tôi thực hiện được đều là nhờ sùng kính các bậc thầy. Càng ngày tôi càng ý thức rõ với niềm úy phục rằng những ân sủng của bậc thầy đang làm việc qua tôi. Tôi không là gì nếu không có sự ban ân của thầy. Và nếu có điều gì tôi làm được, thì đấy là làm một nhịp cầu giữa bạn và các bậc thầy. Nhiều lần tôi đã nhận thấy rằng, khi tôi nói về các bậc thầy tôi trong các buổi giảng dạy, thì lòng sùng kính của tôi gửi cảm hứng nơi những người nghe. Và trong những giây phút kỳ diệu ấy, tôi cảm thấy các thầy tôi đang hiện diện, đang ban ân phước và mở những trái tim của các học trò tôi cho họ thấy được chân lý. Tôi nhớ ở Sikkim vào thập niên 1960, sau khi thầy giám văn tôi chết không bao lâu, Diogo Khyentse Rinpoche đang làm một loạt dài những lễ quán đảnh thuộc giáo lý của Padmasambhava, có thể kéo dài nhiều tháng. Nhiều bậc thầy đang ở trong một tu viện trên ngọn đồi phía sau thủ đô Gangtok, và tôi đang ngồi với Kendro Cheching Chodron và Lama Chogden, phụ tá của thầy giám văn Khyentse và là một thầy nghi lễ. Chính vào lúc ấy, tôi kinh nghiệm được sự thật về cách làm thế nào một bậc thầy có thể truyền phúc lạc của tâm giác ngộ cho đệ tử trong ngoặc truyền tâm ấn. Một ngày, Diogo Khyentse Rinpoche giảng dạy về sự sùng kính và nói về thầy giám văn Khyentse của chúng tôi. Những lời lẽ của Ngài lúc đó thật cảm động, tuôn ra từ tâm Ngài như dòng thác hùng hồn và đầy thi vị tâm linh. Khi nhìn thầy Diogo Khyentse Rinpoche và lắng nghe thầy nói một cách màu nhiệm, tôi nhớ lại phong thái của chính thầy giám văn Khyentse những lúc thầy giảng giáo lý tuyệt vời một cách thao thao bất tuyệt, như từ một suối nguồn bất tận,
Từ từ tôi kinh ngạc nhận thấy cái gì đã xảy đến. Đó là ân sủng tuệ giác của thầy Giám Văn Khiên Xê đã được trao truyền trọn vẹn cho pháp tử của ngài Diogo Khiên Xê Rinpoche. Và giờ đây ở trước chúng tôi, ân sủng tuệ giác ấy đang phát ngôn một cách lưu loát không cần nỗ lực qua thầy Diogo Rinpoche. Sau buổi giảng, khi quay lại Kendro và Jordan, tôi thấy mặt họ đang ràn rủa nước mắt và bảo: chúng tôi biết Diogo Khiên Xê là một bậc thầy vĩ đại, và chúng tôi cũng biết người ta thường bảo một vị thầy có thể truyền hết ân sủng tuệ giác cho pháp tử của mình. Nhưng chỉ mới hôm nay, bây giờ và tại đây, tôi mới thực chứng được sự thật ấy có nghĩa gì. Khi nghĩ lại cái ngày kỳ diệu ấy ở Sikkim và nghĩ đến những bậc thầy vĩ đại mà tôi đã biết, thì tôi lại nhớ đến những lời này của một bậc thánh Tây Tạng. Khi mặt trời sùng kính chói chang chiếu trên đỉnh núi tuyết là bậc thầy, thì dòng thác ân sủng của thầy sẽ tuôn xuống. Và tôi lại nhớ đoạn văn của chính Diogo Khiên Xê Rinpoche đã diễn tả những đức tính cao quý vô biên của bậc thầy một cách hùng hồn hơn bất cứ đoạn văn nào khác. Thầy như một con thuyền lớn cho chúng sinh vượt qua đại dương hiểm nghèo của sinh tử. Thầy là thuyền trưởng vững vàng hướng dẫn chúng tới bến bờ khô ráo của giải thoát. Thầy là cơn mưa dập tắt ngọn lửa não phiền, là ánh sáng nhật nguyệt chói lọi xua tan bóng tối vô minh, là đất kiên cố có thể chuyên chở sức nặng của ác và thiện, một cây ước ban bố niềm vui tạm thời và hạnh phúc vĩnh cửu, là kho tàng giáo lý thâm diệu bao la, là ngọc châu như ý đem lại tất cả đức tính của chứng ngộ, là cha, là mẹ trải lòng từ, là ngọn núi vươn lên trên mọi lo phiền thế tục, không lay chuyển trước những gió bão của cảm xúc. Thầy là vùng mây lớn đem mưa rưới mát những dằn xé của dục vọng. Tóm lại, thầy ngang với tất cả chư Phật. Chỉ cần liên lạc với bậc thầy bằng bất cứ cách nào, hoặc trông thấy thầy, hoặc nghe giọng nói của thầy, hoặc được thầy lấy tay sờ đầu, hoặc nhớ đến thầy, cũng sẽ đưa ta đến giải thoát. Hoàn toàn đặt tin tưởng nơi bậc thầy, đó là cách bảo đảm nhất để có tiến bộ trên đường chứng đắc tuệ giác. Sự ấm áp của trí tuệ và từ bi của thầy sẽ làm tan những cấu uế trong người ta và giải tỏa được chất vàng ròng của Phật tính trong ta. Tôi đã ý thức được niềm ân sủng mà các bậc thầy tôi rót vào tâm tôi mà tôi hầu như không hay biết. Từ ngày Đức Trâm Rinpoche chết, những học trò tôi bảo rằng những lời giảng dạy của tôi trở nên lưu loát rõ ràng hơn. Cách đây không lâu, sau khi nghe Diogo Khiên Xê Rinpoche giảng một bài pháp hay đặc biệt, tôi đã bày tỏ lòng thán phục của tôi và nói: thật hầu như là một phép lạ. Khi những lời giảng tuôn ra từ tâm trí tuệ của ngài một cách tự nhiên không nỗ lực, thầy nhẹ nhàng ngã về phía tôi và nói với ánh mắt trêu chọc: và mong sao những lời dạy của con bằng tiếng Anh cũng tuôn ra dễ dàng trôi chảy như vậy. Từ đấy trở đi, tự nhiên tôi có cảm giác cái khả năng diễn đạt giáo lý nơi tôi trở nên tự nhiên hơn, hoàn toàn không do luyện tập. Tôi xem quyển sách này như một biểu hiện của niềm ân sủng từ những vị thầy tôi, được truyền từ tâm trí tuệ của bậc thầy và vị đạo sư tối hậu là Padmasambhava. Vậy quyển sách này là tặng phẩm của các ngài đến cho bạn. Chính niềm sùng kính đối với những bậc thầy đã đem lại cho tôi sức mạnh đi giảng dạy và tâm hồn rộng mở, tính cảm thụ sâu xa để học hỏi và luôn luôn học hỏi. Chính thầy Diogo Khiên Xê Rinpoche cũng không bao giờ ngưng học hỏi một cách khiêm hạ từ những bậc thầy khác, phần lớn là từ chính những đệ tử của ngài. Bởi thế, niềm sùng kính gửi cảm hứng cho sự giảng dạy cũng là sự sùng kính đem cho ta tính khiêm hạ để tiếp tục học hỏi. Vị đại đệ tử của Milarepa là Gampopa đã hỏi thầy mình lúc chia tay: khi nào thì đúng lúc con nên khởi sự diều dắt đệ tử, thưa thầy? Khi con không phải như con bây giờ,
khi toàn thể nhận thức của con đã được chuyển hóa và con có thể thấy, thật sự thấy, cái ông già trước mặt con không ai khác hơn chính là Đức Phật. Khi lòng sùng kính đã đem lại cho con giây phút nhận thức được như thế, cái lúc ấy sẽ là dấu hiệu chứng tỏ thời gian ra giáo hóa của con đã đến. Giáo lý này đã đến với bạn từ tâm giác ngộ của Padmasambhava xuyên qua hàng bảo thế kỷ. Trên ngàn năm có một dòng truyền thừa không gián đoạn gồm những bậc thầy, mà mỗi vị đều trở thành bậc thầy chỉ nhờ đã biết khiêm hạ làm đệ tử, và vẫn luôn luôn trong ý nghĩa sâu xa nhất là đệ tử của những bậc thầy họ suốt cả đời. Ngay cả vào lúc ngài đã 82 tuổi, mỗi khi Dilgo Khyentse Rinpoche nói về thầy mình là Yamgyal Khyentse Rinpoche, mắt ngài đều rúng lệ, những giọt nước mắt của niềm tri ân và sùng kính. Trong bức thư cuối cùng gửi cho tôi trước khi chết, ngài đã ký tên là đệ tử tệ nhất. Điều ấy chứng tỏ cho tôi thấy thực vô tận thay lòng sùng kính chân thực, và cùng với sự chứng ngộ cao nhất cũng phát sinh niềm sùng kính lớn nhất và niềm tri ân toàn vẹn nhất, vì nó đầy cả đức khiêm cung. Phép đạo sư du già hòa với tâm trí tuệ của bậc thầy. Tất cả chư Phật, Bồ Tát và những bậc giác ngộ luôn luôn hiện diện để giúp chúng ta, và chính nhờ hiện diện của các bậc thầy mà tất cả ân sủng của Phật, Bồ Tát được tập trung trực tiếp trên ta. Những người đã biết Padmasambhava thì biết sự thật của lời hứa mà ngài đã lập trên ngàn năm trước: tôi không bao giờ xa các người có đức tin, hay cả đến những người không có đức tin. Mặc dù họ không trông thấy tôi, những người con của ta sẽ luôn luôn được lòng từ bi của tôi che chở. Chúng ta chỉ cần xin cầu nếu muốn được giúp đỡ trực tiếp. Hả không phải Kitô cũng nói: hãy xin, ngươi sẽ được cho. Hãy tìm kiếm, ngươi sẽ gặp. Hãy gõ và cửa sẽ được mở cho ngươi. Ai xin đều nhận được, ai tìm đều gặp được. Tuy thế, hỏi xin là điều khó khăn nhất đối với chúng ta. Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta hoàn toàn không biết làm thế nào để hỏi. Đôi khi vì ta kiêu căng, đôi khi vì ta không muốn được giúp đỡ, đôi khi vì ta biếng nhác, đôi khi vì tâm ta bận rộn đủ thứ vấn đề ló ra và mờ mịt đến nỗi ta không bao giờ nghĩ đến chuyện giản dị là hỏi. Khúc quanh quan trọng trong bất cứ sự cai rượu hay cai nghiện nào là khi những người nghiện chấp nhận họ có bệnh và xin được giúp đỡ. Có thể nói chúng ta đều là những kẻ nghiện sinh tử. Cái lúc sự giúp đỡ có thể đến với ta là lúc ta công nhận mình có bệnh nghiện và chỉ có việc xin cầu giúp đỡ. Điều ta cần hơn bất cứ gì là tính can đảm và khiêm hạ thực sự để cầu xin sự giúp đỡ. Từ đáy tim ta cầu xin lòng từ bi của các bậc giác ngộ, cầu sự gạn lọc và chữa lành, cầu được khả năng hiểu thấu ý nghĩa của khổ đau và chuyển hóa nó, cầu xin trên bình diện tương đối được tăng trưởng sự sáng suốt, bình an, khả năng phân biệt, và cầu được chứng ngộ bản chất tuyệt đối của tâm nhờ tan hòa vào cái tâm giác ngộ bất tử của bậc thầy. Để có được sự giúp đỡ của chư Phật, để khơi dậy lòng sùng kính và trực nhận bản tính tự tâm, không có pháp môn nào nhanh hơn, cảm động hơn và hiệu lực hơn pháp môn đạo sư du già Dilgo Khyentse Rinpoche viết. Danh từ Guru Yoga có nghĩa là hợp nhất với đấng đạo sư. Và trong sự thực tập này, chúng ta được cho những phương pháp để hòa nhập tâm mình với tâm giác ngộ của các bậc thầy. Hãy nhớ rằng bậc thầy, đạo sư thể hiện sự kết tinh những ân sủng của tất cả chư Phật, tất cả bậc thầy và các bậc đã giác ngộ. Bởi thế triệu thỉnh bậc thầy cũng là triệu thỉnh tất cả, và hòa nhập tim óc bạn với tâm giác ngộ của bậc thầy
chính là hòa nhập tâm bạn với chân lý và với chính hiện thân của giác ngộ. Bậc thầy bên ngoài trực chỉ cho bạn chân lý về bậc thầy bên trong bạn. Chân lý ấy càng được khải thị qua lời giải bậc thầy, qua cảm hứng từ bậc thầy, thì bạn càng nhận ra rằng bậc thầy bên ngoài và bên trong bạn là bất khả phân. Khi bạn dần dần khám phá ra chân lý này cho chính bạn, có phương pháp triệu thỉnh trong lối thực hành phép đạo sư Du Già, thì một niềm tin tưởng, tri ân, hỷ lạc và sùng kính phát sinh trong bạn. Qua đó, tâm bạn và tâm giác ngộ của bậc thầy thực sự trở thành bất khả phân. Diogo Khyentse Rinpoche có soạn theo yêu cầu của tôi trong một thời thực tập đạo sư Du Già như sau: cái gì hoàn tất sự thanh lọc lớn lao của nhận thức chính là sự sùng kính ánh sáng của tự tâm chiếu ra. Nhận chân và nhớ rằng tự tâm ta chính là bậc thầy. Qua điều này, mong rằng tâm con và ta hòa làm một. Đó là lý do tất cả truyền thống trí tuệ của Tây Tạng đều đặt tầm quan trọng vào phép thực hành đạo sư Du Già. Và tất cả những bậc thầy đều xem đấy là pháp môn tâm đắc nhất của họ. Đức John Rinpoche viết: điều cốt yếu là đặt tất cả nghị lực của bạn vào đạo sư Du Già. Bám lấy pháp này xem như sự sống, như trái tim của sự tu luyện. Nếu không vậy thì thiền định của bạn sẽ cùng nhục. Và dù bạn có làm được chút tiến bộ cũng không chấm dứt được những chướng ngại, và sẽ không có khả năng để sự chứng ngộ chân thật phát sinh trong tâm bạn. Bởi thế, nhờ tha thiết cầu nguyện với sự sùng kính không giả tạo, mà sau một thời gian ân sủng trực tiếp từ tâm giác ngộ của bậc thầy sẽ truyền vào bạn, gia trì cho bạn sự thực chứng vượt ngoài mô tả, phát sinh từ trong tâm khảm của bạn. Điều mà tôi sẽ đem lại cho bạn bây giờ là một phép đơn giản để thực hành đạo sư Du Già mà người theo tôn giáo nào cũng có thể tập. Đây là pháp tu chính yếu của tôi, là trái tim và cảm hứng của cả đời tôi. Mỗi khi tôi thực hành pháp này thì Padmasambhava chính là người mà tôi tập trung vào. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài có tiên đoán rằng Padmasambhava sẽ ra đời để gieo rắc giáo lý mật tông. Như tôi đã nói, chính Padmasambhava là người đã thiết lập đạo Phật ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. Đối với người Tây Tạng chúng tôi thì Padmasambhava là bậc thầy yêu quý, là hiện thân của một nguyên lý rộng lớn không có thời gian. Ngài là bậc thầy của tất cả. Ngài đã xuất hiện vô số lần cho các bậc thầy của Tây Tạng thấy. Những linh kiến này, những cuộc gặp gỡ này đã được ghi chép rõ ngày tháng, nơi chốn và cách xuất hiện, cùng với những giáo lý và lời tiên tri mà Ngài cho biết. Ngài cũng đã để lại hàng ngàn giáo lý cho đời sau, được hiển thị nhiều lần bởi nhiều bậc thầy vĩ đại hậu thân của Ngài. Một trong những giáo lý Ngài để lại ấy là Tử Thư Tây Tạng. Tôi luôn luôn cầu Padmasambhava trong những lúc gặp khó khăn khủng hoảng, và Ngài không bao giờ không ban ân sủng và năng lực cho tôi. Khi tôi nghĩ về Ngài thì các bậc thầy của tôi đều là hiện thân của Ngài. Đối với tôi thì Ngài hoàn toàn sống động vào mọi lúc, và lúc nào toàn vũ trụ cũng chiếu sáng với vẻ đẹp, năng lực và hiển diễn của Ngài. Ôi hỡi đạo sư, bậc thầy tôn quý, Ngài là hiện thân của từ bi và ân sủng của tất cả chư Phật, là đấng che chở tất cả hữu tình, thân con, tài sản con, tiệm con, linh hồn con. Tất cả con xin dâng lên Ngài từ giờ phút này đến khi con đạt giác ngộ. Trong hạnh phúc hay đau buồn, trong hoàn cảnh tốt hay xấu, lên cao hay xuống thấp, con hoàn toàn nương tựa vào Ngài, hỡi đấng liên hoa sanh. Người biết con, hãy thương tưởng, dìu dắt con, làm cho con trở thành một với Ngài. Tôi xem Padmasambhava như là nhập thể của tất cả bậc thầy của tôi. Bởi thế khi tôi hòa nhập tâm tôi với Ngài trong phép đạo sư Du Già, thì tất cả bậc thầy của tôi đều bao hàm trong đó. Tuy nhiên,
bạn có thể dùng bất cứ một vị để giác ngộ nào, bậc thánh hay bậc thầy từ bất cứ tôn giáo nào hay truyền thống nào mà bạn cảm thấy sùng kính, dù họ còn sống hay đã chết. Pháp đạo sư du già này có bốn giai đoạn chính: triệu thỉnh, hòa nhập tâm bạn với bậc thầy qua tinh túy của vị ấy là thần chú, nhận sự gia trì hay ân sủng, hòa nhập tâm bạn với bậc thầy và an trú trong bản tính tự nhiên Rigpa. Thứ nhất, triệu thỉnh. Ngồi yên lặng, từ đáy sâu của tim bạn, hãy gỡ ra trong bầu trời trước mặt bạn hiện thân của chân lý dưới hình thức của bậc thầy bạn, hay một vị thánh, hay một người đã giác ngộ. Cố quán tưởng bậc thầy hay Đức Phật ấy đang sống, tỏa chiếu ánh sáng trong suốt như cầu vồng. Hãy tin tưởng với niềm tin tuyệt đối rằng tất cả niềm ân sủng và đức tính của trí tuệ, từ bi và năng lực của tất cả chư Phật đều được nhập thể trong vị ấy. Nếu bạn thấy khó mà quán tưởng bậc thầy, thì hãy tưởng tượng hiện thân của chân lý như là một thực thể thuần ánh sáng, hoặc cảm thấy sự hiện diện toàn vẹn của bậc thầy ở đấy trong bầu trời trước mắt bạn. Đó là hiện diện của tất cả chư Phật và các bậc thầy. Hãy để cho nguồn cảm hứng, hỷ lạc, quý phục mà bạn cảm thấy lúc đó thay cho sự quán tưởng. Chỉ cần tin tưởng rằng sự hiện diện mà bạn triệu thỉnh đã thực sự ở đấy. Chính Đức Phật cũng đã nói: kẻ nào nghĩ đến ta là ta ở trước mặt kẻ ấy. Thầy tôi Đức Chom Rinpoche thường nói không hề gì nếu lúc đầu bạn không thể quán tưởng. Điều quan trọng là cảm thấy sự hiện diện trong tim bạn và biết rằng hiện diện ấy là hiện thân của ân sủng từ bi, năng lực và trí tuệ của tất cả chư Phật. Rồi khi thư giãn và để tim bạn tràn đầy hiện diện bậc thầy, bạn hãy triệu thỉnh vị ấy một cách tha thiết thành khẩn trong tâm: xin giúp con, làm cho con thanh tịnh tất cả phiền não nghiệp chướng để chứng ngộ bản tâm. Đoạn với niềm sùng kính sâu xa, hãy hòa nhập tâm bạn với bậc thầy và an trú tâm bạn trong tâm giác ngộ của thầy. Và khi bạn làm như thế, bạn hãy hoàn toàn quy phục nơi thầy, tự nhủ: xin giúp con, săn sóc con, cho con tràn ngập niềm vui và năng lực của ngài, trí tuệ và từ bi của ngài. Hãy thâu tóm con vào trong tâm giác ngộ của ngài. Hãy ban cho con ân sủng và trí tuệ. Diogo Khyentse Rinpoche nói: khi ấy thì chắc chắn sự gia trì sẽ được rót vào tâm bạn. Khi chúng ta khởi sự pháp tu này, thì đấy là một cách trực tiếp, thiện xảo và hiệu nghiệm để mang ta ra khỏi tâm phàm phu và nhập vào lĩnh vực thanh tịnh của trí giác Rigpa. Ở đấy chúng ta sẽ khám phá rằng tất cả chư Phật đều hiện lên. Bởi thế, pháp môn này thực sự chuyển hóa được tâm bạn. Khi bạn triệu thỉnh Phật, thì Phật tính của tự tâm bạn có thể được đánh thức và khai ngộ tự nhiên như một đóa hoa tươi dưới ánh mặt trời. Thứ hai, đào sâu và làm chín mùi ân sủng. Khi đến giai đoạn này của sự tu tập, hòa lẫn tâm tôi với bậc thầy qua câu thần chú, tôi đọc câu chú Om Ahum Vajaguru Padma Siddhiham mà tôi tưởng như là Padmasambhava thực sự và là ân sủng của tất cả những bậc thầy dưới hình thức âm thanh. Tôi tưởng tượng toàn thân tôi tràn ngập hiện diện của ngài và câu thần chú tinh túy của ngài đã ngân vang và thấm khắp người tôi như thể hàng trăm Padmasambhava dưới dạng âm thanh đang lưu hành trong tôi, chuyển hóa toàn bản thể tôi. Vậy dùng câu thần chú dâng hiến tim và hồn của bạn trong niềm sùng kính nhất tâm, hòa tâm bạn với Padmasambhava hay bậc thầy của bạn. Dần dà bạn sẽ thấy mình đến gần Padmasambhava và lấp khoảng trống ngăn cách tâm bạn với tâm giác ngộ của ngài. Dần dần, nhờ năng lực của thực tập này, bạn sẽ thực sự kinh nghiệm tâm mình được chuyển hóa thành tâm giác ngộ của Padmasambhava và bậc thầy. Bạn bắt đầu nhận chân được tính bất khả phân của hai tâm ấy. Như khi thọc ngón tay vào nước thì ướt, vào lửa thì nóng,
cũng vậy. Nếu bạn để tâm bạn vào tâm giác ngộ của chư Phật, thì tâm bạn sẽ chuyển thành bản chất giác ngộ như chư Phật. Dần dần tâm bạn tự thấy mình ở trong trạng thái tự tính tâm Brahma. Vì tự tính tâm sâu xa nhất không khác gì tâm giác ngộ của tất cả chư Phật. Nó giống như thể tâm phàm phu của bạn dần dần tan biến, và sự tỉnh giác thuần tịnh Phật tính của bạn, bậc thầy bên trong hiển lộ. Đây là ý nghĩa chân thật của ân sủng, một sự chuyển hóa trong đó tâm bạn siêu việt vào trạng thái tuyệt đối. Sự chín mùi của ân sủng này là trọng tâm, phần chính của sự tu luyện, phần mà bạn cần dành nhiều thời giờ nhất khi bạn thực hành pháp đạo sư du già. Thứ ba, gia trì. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng từ nơi bậc thầy, hàng ngàn ánh sáng rực rỡ tuôn tràn về phía bạn, thâm nhập vào người bạn, tịnh hóa, chữa lành, ban ân sủng, gia trì cho bạn và gieo vào tâm bạn những hạt giống giác ngộ. Để cho sự tu tập này càng thêm phong phú, bạn có thể tưởng tượng nó mở ra một trong ba giai đoạn. Trước hết, ánh sáng chói chang như pha lê màu trắng tuôn ra từ trán của vị thầy và đi vào luân xa ở trán bạn, tràn ngập toàn thân bạn. Ánh sáng trắng này tượng trưng ân sủng của thân Phật. Nó thanh lọc tất cả những ác nghiệp mà bạn đã tích lũy do thân ác hành. Nó tịnh hóa những huyệt đạo vi tế của hệ thống tâm vật lý của bạn. Nó đem lại cho bạn phúc lạc của Phật thân. Nó gia trì năng lực cho bạn thực hành quán tưởng. Và nó mở ra cho bạn sự chứng ngộ năng lực từ bi của tự tánh tâm hiển lộ nơi mọi sự vật. Kế đến, một luồng ánh sáng màu đỏ chiếu ra từ yết hầu của vị thầy, đi vào luân xa yết hầu của bạn, tràn ngập thân thể bạn. Ánh sáng đỏ này tượng trưng ân sủng của lời chư Phật. Nó lọc sạch tất cả ác nghiệp bạn đã tích lũy qua ngữ ác hành. Nó thanh lọc nội khí của hệ thống tâm vật lý bạn. Nó đem lại cho bạn ân sủng ngữ nghiệp của chư Phật. Nó gia trì năng lực cho bạn thực hành thần chú và mở ra cho bạn chứng ngộ ánh sáng của tự tánh Rigpa. Thứ ba, một luồng ánh sáng màu xanh như ngọc lưu ly tuôn phát từ tim của bậc thầy vào luân xa ở tim bạn và tràn ngập người bạn. Ánh sáng xanh này tượng trưng cho ân sủng từ tim của chư Phật. Nó lọc sạch tất cả ác nghiệp bạn đã tích lũy qua ý ác hành. Nó tịnh hóa khí lực trong cơ thể tâm vật lý của bạn. Nó đem lại cho bạn ân sủng của tâm Phật. Nó gia trì cho bạn trong các thực tập yoga cao cấp và mở ra cho bạn chứng ngộ sự thanh tịnh nguyên ủy của tự tính tâm Rigpa. Bây giờ bạn hãy nhận biết rằng bạn đã được gia trì qua sự ban ân sủng bằng thân, lời, ý không thể phá hoại của Padmasambhava và của tất cả chư Phật. Thứ tư, an trú trong Rigpa. Bây giờ hãy để cho vị thầy tan thành ánh sáng và nhập làm một với bạn trong tự tính tâm bạn. Hãy nhận chân không nghi ngờ rằng bản tính như bầu trời của bạn chính là vị thầy tuyệt đối. Tất cả chư Phật ở đâu nếu không phải ở trong Rigpa tự tính tâm bạn? Được bảo đảm trong nhận thức ấy, trong một trạng thái thoải mái khoáng đạt, bạn an trú trong sự ấm áp quang vinh và phúc lạc của bản thể tuyệt đối trong bạn. Bạn đã đạt đến nền tảng nguyên thủy, sự trong sáng nguyên ủy và tính giản dị tự nhiên. Khi bạn an trú trong trạng thái Rigpa ấy, bạn sẽ nhận chân sự thật của lời dạy Padmasambhava. Tâm chính là Padmasambhava, không có thực hành thiền định nào ngoài tâm ấy. Tôi đã trình bày pháp tu ấy ở đây như một thành phần của cõi trung gian tự nhiên của đời này, bởi vì đấy là thực tập quan trọng nhất trong đời, và bởi thế quan trọng nhất vào lúc chết. Phép đạo sư du già, như bạn sẽ thấy ở chương 13, giúp đỡ tinh thần cho người hấp hối là nền tảng của phép chuyển di tâm thức phô qua vào lúc chết. Vì nếu vào lúc chết bạn có thể đầy tin tưởng hợp nhất tâm bạn với tâm giác ngộ của bậc thầy và chết trong niềm bình an ấy,
thì tôi xin hứa và bảo đảm với bạn là mọi sự sẽ tốt đẹp. Vậy công việc của ta trong đời là thực tập nhiều lần, sự hòa nhập với tâm giác ngộ của Bậc Thầy. Làm sao để nó trở thành một việc tự nhiên đến nỗi mọi hoạt động hàng ngày, ngồi, đi, đứng, ăn, uống, ngủ mộng, càng lúc càng thấm nhuần sự hiện diện sống động của Bậc Thầy. Dần dần, sau nhiều năm tập trung sùng kính, bạn bắt đầu biết và trực nhận được rằng tất cả tướng thế gian đều hiển bày trí giác của Bậc Thầy. Mọi hoàn cảnh trong đời, ngay cả những hoàn cảnh đã từng có vẻ bi thương, vô nghĩa, hãi hùng, bây giờ càng ngày càng tỏ lộ cho bạn thấy chính là sự giáo hóa trực tiếp và là ân sủng của Bậc Thầy và Thầy nội tâm. Như Diogo Khyentse Rinpoche nói, sùng kinh là tinh túy của con đường tu tập. Và nếu trong tâm ta không có gì ngoài Bậc Thầy, không cảm thấy gì ngoài sự sùng kính nhiệt tâm, thì bất cứ gì xảy đến đều được xem như ân sủng của Thầy. Nếu chúng ta chỉ thực hành với sự sùng kính luôn luôn hiển diện này, thì đây chính là sự cầu nguyện. Khi tất cả mọi ý nghĩ đều thâm nhuần sự sùng kính đối với Bậc Đạo Sư, thì có một niềm tin tưởng tự nhiên rằng không cần phải lo bất cứ gì xảy đến. Mọi sắc tướng đều là Bậc Đạo Sư, mọi âm thanh đều là lời cầu nguyện, và mọi ý tưởng thô hoặc tê đều là sự sùng kính. Mọi sự vật khi ấy được giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt đối tự tánh sâu xa của tâm. Không ai có thể chết một cách vô ý và hoàn toàn bảo đảm khi họ chưa thực sự ngộ được bản chất sâu xa của tâm. Vì chỉ có sự chứng ngộ này được thuần thục qua nhiều năm thiền định mới có thể giữ vững tâm suốt tiến trình rối loạn của cái chết. Trong tất cả những phương pháp mà tôi biết để giúp người trực nhận bản tâm, thì phương pháp Dzogchen, dòng tuệ giác trực tiếp và cổ nhất trong giáo lý Phật, và chính là nguồn gốc của giáo lý Bạt Đô, là phương pháp minh bạch nhất, hiệu nghiệm nhất và thích hợp nhất cho nhu cầu hiện nay. Nguồn gốc của Dzogchen trở về từ thời Phật Nguyên Uy, Đức Phổ Hiền, truyền xuống trong một hệ truyền thừa không gián đoạn cho đến ngày nay. Hàng trăm ngàn người ở Ấn, Hy Mã Lạp Sơn và Tây Tạng đã đạt ngộ nhờ thực hành phương pháp ấy. Có một lời tiên tri kỳ diệu rằng vào thời đại tối tăm, trái tim của Phổ Hiền sẽ chiếu sáng như lửa. Cuộc đời tôi, sự giảng giải của tôi và quyển sách này được phụng hiến để thắp lên ngọn lửa ấy trong tim và não của thế giới. Sự nâng đỡ, niềm cảm hứng và thầy hướng đạo miên viễn của tôi là Ngài Padmasambhava, Bậc Thầy Tối Thượng Liên Hoa Sinh. Ngài là linh hồn của Dzogchen, là người hoàng dương vĩ đại nhất cho giáo lý này, nhập thể của giáo lý với những đức tính quảng đại sáng chói, với thần thông, với năng lực tuệ giác và lòng từ bi vô biên. Dzogchen không được giảng dạy rộng rãi ở Tây Tạng, và trong một thời gian nhiều bậc thầy lớn nhất cũng không giảng dạy pháp môn này ở thế giới tân tiến. Thế thì tại sao bây giờ tôi giảng dạy? Một vài bậc thầy đã bảo tôi rằng đã đến lúc nên hoàng dương Dzogchen, thời gian mà lời tiên tri đã nói đến. Tôi cũng cảm thấy rằng thực sự thiếu từ bi nếu không san sẻ với mọi người hiện hữu của một tuệ giác kỳ diệu như thế. Nhân loại đã đạt đến một giai đoạn khủng hoảng trong cuộc tiến hóa và thời đại cực kỳ hỗn loạn, đòi hỏi một nền giáo lý minh bạch, có hiệu năng. Tôi cũng thấy con người ngày nay cần một con đường được tỉa sạch giáo điều, độc đoán, siêu hình phức tạp và những thứ phụ tùng có tính cách ngoại lai về phương diện văn hóa. Một con đường vừa giản dị, vừa sâu sắc,
một con đường không cần phải thực hành trong am thất hay tu viện, mà có thể hòa nhập vào đời sống hàng ngày và có thể thực hành bất cứ ở đâu. Vậy blockchain là gì? Đó không phải là một giáo lý đơn thuần, không phải là một nền triết học khác, một hệ thống tinh vi khác, cũng không phải là một mớ kỹ thuật hấp dẫn. Blockchain là một trạng thái tâm, cái trạng thái nguyên ủy toàn giác vốn là cốt tủy của tất cả chư Phật và tất cả con đường tâm linh. Đó là tột đỉnh của tiến hóa tâm linh nơi một con người. Blockchain thường được dịch là sự toàn hảo lớn lao. Tôi thích để nguyên danh từ blockchain bởi khi nói sự toàn hảo là bao hàm có một cái gì ta phải cố đạt tới, một mục đích nằm cuối một con đường dài gian khổ. Không gì đi xa ý nghĩa thực sự của blockchain hơn thế, vì blockchain là trạng thái đã toàn hảo của bản tính nguyên ủy của ta, không cần phải làm cho toàn, vì nó ngay từ khởi thủy đã toàn vẹn như bầu trời. Tất cả giáo lý Phật đều được giải thích theo cảnh hành quả. Cảnh hay nền tảng của blockchain là trạng thái nguyên ủy căn để này. Bản chất tuyệt đối của chúng ta vốn là toàn hảo và luôn luôn có mặt. Petrun Rinpoche nói, nó không cần tìm kiếm bên ngoài, cũng không phải là một cái gì trước đây bạn chưa có và bây giờ phải mang vào trong tâm bạn. Vậy trên phương diện cảnh hay nền tảng, cái tuyệt đối, thì bản chất hay tự tính của chúng ta đồng với chư Phật. Và ở tầng mức này thì không có vấn đề giáo lý hay thực hành nào cả, dù chỉ bằng tơ tóc. Tuy nhiên cần hiểu rằng chư Phật đi một đường, chúng ta đi một nẻo. Chư Phật nhận chân được Phật tính và đạt giác ngộ, còn chúng ta không nhận chân được Phật tính ấy nên trở thành mê mờ rối ren. Tình trạng này được gọi là một cảnh hai đường. Hoàn cảnh tương đối của chúng ta là tự tâm chúng ta bị mê mờ, cho nên ta cần giáo lý và thực hành để quay trở về chân lý. Đấy là con đường của blockchain. Hành cuối cùng, trực nhận bản tâm ta là đạt giải thoát hoàn toàn và trở thành một vị Phật. Đây là quả của blockchain, và nó có thể thực hiện ngay trong một đời này nếu hành giả thực sự để hết tâm trí mình vào đó. Những bậc thầy blockchain biết rõ những nguy hiểm của sự lầm lẫn cái tuyệt đối với cái tương đối. Những người không hiểu được tương quan này có thể bỏ qua, ngay cả coi thường khía cạnh tương đối của sự tu tập và định luật nhân quả nghiệp báo. Tuy nhiên, người nào thực sự nắm được ý nghĩa của blockchain thì lại càng có ý thức sâu xa hơn về nghiệp và càng xem trọng nhu cầu cần thiết là thanh luyện và tu tập tâm linh. Bởi vì những người này hiểu được ở trong đó còn cả một kho tàng rộng lớn đang bị che khuất, luôn luôn hăng hái để tẩy trừ bất cứ chướng ngại gì ngăn che mình với bản tính chân thật của mình. Giáo lý blockchain giống như một tấm gương phản chiếu nền tảng của bản tính nguyên ủy của ta, vốn thanh tịnh, giải thoát vô cấu, không bị giam giữ bởi một tri thức ngụy tạo nào, dù tinh vi quyến rũ đến đâu. Thế thì với tôi, sự kỳ diệu của blockchain là gì? Tất cả giáo lý đều đưa đến giải thoát, nhưng điểm độc đáo của blockchain là ngay cả khía cạnh tương đối của giáo lý này, ngôn ngữ của blockchain cũng không bao giờ làm nhiễm ô cái tuyệt đối bằng những khái niệm. Nó để cho cái tuyệt đối ở yên trong vẻ sơ nguyên, năng động, giản đơn, tráng lệ của nó. Nhưng đối với kẻ nào có tâm khoáng đạt thì ngôn ngữ ấy thật rõ ràng, mạnh mẽ đến độ dù chưa giác ngộ mà nghe tới, ta cũng đủ có một thoáng nhìn thấy được vẻ tráng lệ huy hoàng của trạng thái giác ngộ. Cái thấy sự thực tập tu luyện blockchain được mô tả là kiến thiền hành, thấy được một cách trực tiếp trạng thái tuyệt đối, cảnh hay nền tảng của bản thể chúng ta, tự tánh, tánh bản nhiên. Đó là kiến. Cái cách để làm cho cái thấy ấy không gián đoạn gọi là thiền, và hội nhập cái thấy ấy vào trong toàn thể thực tại và cuộc đời chúng ta gọi là hành. Vậy thì kiến là gì?
Đấy là thấy được thực trạng của vạn pháp như nó là. Đấy là biết được rằng bản tánh thực của tự tâm cũng là bản tánh thực của sự vật. Và đấy là chân lý tuyệt đối. Đức John Rinpoche nói: kiên là sự bao gồm của trạng thái tỉnh thức sâu nguyên, trong đó mọi sự được chứa đựng, nhận thức giác quan và hiện tượng bên ngoài, sinh tử và niết bàn. Sự tỉnh thức ấy có hai khía cạnh: không là cái tuyệt đối và tướng, hay nhận thức là cái tương đối. Điều này muốn nói rằng toàn thể lĩnh vực tướng có thể hiện ra, và tất cả hiện tượng trong mọi thực tại khác nhau, dù sinh tử hay niết bàn, tất cả vẫn luôn luôn và sẽ mãi mãi toàn vẹn, đầy đủ trong bầu trời bao la của tự tính tâm. Nhưng mặc dù tinh túy của vạn pháp là trống rỗng và thanh tịnh từ khởi thủy, bản chất của nó vẫn đầy đủ đức tánh cao quý sung mãn mọi khả năng. Đó là một môi trường sáng tạo vô biên năng động, không ngừng nghỉ và luôn luôn tự nhiên toàn hảo. Bạn có thể hỏi, nếu trực nhận cái thấy ấy là chứng ngộ bản tâm, thế thì bản tâm là gì? Hãy tưởng tượng một bầu trời trống rỗng bao la, trong sáng từ khởi thủy tinh túy, trong hoạt thể của nó là như thế. Hãy tưởng tượng một mặt trời sáng trong không bị mây che, hiện diện một cách tự nhiên, bản chất trong hoạt tướng của nó là như thế. Hãy tưởng tượng mặt trời ấy chiếu ra một cách vô tư trên tất cả người vật, đi vào mọi hướng năng lực trong hoạt dụng của nó. Biểu hiện của tâm đại bi là như thế, không gì làm chướng ngại nó được, và nó thâm nhập khắp cả. Bạn cũng có thể tưởng đến tự tánh tâm như một tấm gương với năm năng lực hay trí khác nhau. Tính mở rộng bao la của nó là pháp giới thể tánh trí, thai tạng của lòng bí mật. Khả năng phản chiếu của tấm gương từng chi tiết đều hiển rõ chi tiết một vật đi qua nó. Đấy là đại viên cảnh trí, bản chất không thiên vị chút nào của nó đối với mọi ấn tượng in lên nó, là bình đẳng tánh trí. Khả năng phân biệt rõ ràng, không lẫn lộn mọi hiện tượng khởi lên, đó là diệu quan sát trí. Và tiềm năng có được mọi sự đã viên thành toàn vẹn, hiện diện tự nhiên là thành sở tác trí. Trong chốc trên, kiến được thầy trực tiếp truyền cho môn đệ. Chính cái cách độc đáo của sự điểm đạo này đã làm cho chốc trên thành đặc biệt độc nhất vô vị. Cái được truyền cho môn đệ trong lúc khai đạo chính là kinh nghiệm trực tiếp về tâm giác ngộ của chư Phật, qua sự ban ân của một bậc thầy biểu tượng của sự chứng ngộ toàn vẹn. Muốn có thể tiếp nhận được sự khai đạo, người học cần phải đạt đến một giai đoạn trong đó họ vừa có được tâm khoáng đại, vừa có lòng sùng kính để làm cho họ dễ cảm thụ đối với ý nghĩa chân thực của chốc trên. Làm sao tâm giác ngộ của chư Phật có thể truyền được? Hãy tưởng tượng bản tâm như cái mặt của bạn. Nó luôn luôn ở với bạn, nhưng bạn không thấy được nếu không có sự giúp đỡ. Tưởng tượng rằng bạn chưa hề thấy một tấm gương. Sự khai ngộ của vị thầy như thình lình đưa lên trước mặt bạn một tấm gương, và lần đầu tiên bạn thấy được chính cái mặt của bạn phản chiếu. Cũng như mặt bạn, sự tỉnh giác thuần túy về tự tánh tâm không phải là một cái gì bậc thầy mới đem lại cho bạn mà lâu nay bạn không có. Đó cũng không là một cái gì mà bạn có thể tìm ở bên ngoài bạn. Nó vẫn luôn luôn là của bạn, nhưng cho đến lúc ấy bạn chưa từng thực sự nhìn thấy nó một cách trực tiếp. Patron Rinpoche giải thích, theo truyền thống đặc biệt của những bậc thầy, thì bản tâm được khai ngộ ngay khi tâm phân biệt tan biến. Trong lúc khai thị, bậc thầy cắt đứt hoàn toàn cái tâm phân biệt để bày ra tự tánh nguyên sơ của tâm, gọi là tính giác Rigpa, hiển thị bản chất thật của nó một cách rõ ràng. Trong giây phút mãnh liệt ấy, có một sự hòa nhập giữa tâm và trí xảy ra. Người học có ngay kinh nghiệm không chối cãi được về tự tánh bản chất Rigpa. Trong cùng một giây phút ấy, thầy khai thị và trò chứng ngộ. Khi vị thầy hướng ân sủng của mình do trí giác của ông về tự tính vào tự tính tâm của đệ tử,
là thầy trực chỉ cho đệ tử bản lai diện mục của y. Tuy nhiên, muốn cho sự khai ngộ của thầy được hoàn toàn công hiệu thì cần phải tạo ra cho đúng điều kiện và môi trường thích hợp. Trong lịch sử chỉ có một số ít người đặc biệt nhờ nghiệp đã thanh tịnh mới có thể trực nhận bản tâm và ngộ ngay tức khắc. Phần đông còn lại, sự khai thị phải luôn luôn được chuẩn bị bởi một số điều kiện trước đấy. Chính những chuẩn bị này tịnh hóa, lột hết cái tâm phàm, đưa bạn đến trạng thái trong đó tâm bản nhiên có thể được khải thị cho bạn. Trước tiên thiền định, phương thuốc chữa bệnh phân tán, đưa tâm về nhà, khiến nó có thể an trú trong trạng thái tự nhiên. Thứ hai, những thực tập sâu xa về thanh luyện, tăng cường thiện nghiệp nhờ tích lũy công đức và trí tuệ, làm mòn, tiêu mất những tấm màn cảm xúc và tri thức che khuất bản tánh tự nhiên của bạn. Thầy tôi đã viết, khi những chướng ngại ngăn che đã được tẩy trừ, thì trí tuệ bản nhiên của tự tánh sẽ chiếu sáng. Những thực tập để thanh luyện này đã được thi thiết, khéo léo để đem lại cho sự chuyển hóa nội tâm toàn vẹn. Chúng bao quát toàn thể, thân, lời, ý và khởi sự bằng một quán sát sâu xa về tính độc nhất vô nhị của đời người, tính thường tại của vô thường và chết, tính nhân nào quả ấy của mọi hành vi, vòng lẫn quẩn đau khổ của luân hồi sinh tử. Những tư duy này gửi lên ý thức mãnh liệt về từ bỏ, một ước muốn cấp thiết để ngôi lên khỏi sinh tử và đi theo con đường giải thoát. Đây là nền tảng cho sự thực hành đặc biệt gồm có quay về nương tựa Phật, chân lý trong lời dạy của Ngài và tấm gương của những hành giả đã thực hành giáo lý ấy, và nhờ vậy đánh thức niềm tin vào Phật tính ở trong ta, nảy sinh lòng bi mẫn hay tâm bồ đề, trái tim của trí giác, sẽ được giải thích ở chương 12. Luyện tâm để làm việc với chính mình và người khác và những khó khăn trong đời, tẩy trừ những chướng ngại và cấu uế nhờ quán tưởng và trì chú để thanh lọc và chữa lành thân tâm, tích lũy công đức và trí tuệ bằng cách phát triển bố thí và tạo những hoàn cảnh lành tốt. Tất cả những thực tập nói trên hợp thành xoay quanh pháp Du Già đạo sư, phương pháp căn bản mãnh liệt cảm động hơn tất cả, tối cần thiết để mở mang tâm trí hầu trực nhận trạng thái thiền. Thứ ba, một tra tầm đặc biệt đi sâu vào bản chất của tâm và các tướng sẽ làm kiệt quệ sự không ngừng theo đuổi tư duy tìm kiếm của tâm, sự lệ thuộc đủ thứ khái niệm, phân tích, tham khảo của nó và đánh thức sự chứng nhập bản chất chân không. Những chuẩn bị ấy vô cùng quan trọng, cần được thực hiện song hành một cách có hệ thống để làm cho người học có thể đánh thức bản tâm, sẵn sàng cho thời điểm được thầy khai thị bản lai diện mục Nhô Xuân Lân Tốc, về sau trở thành một trong những đạo sư vĩ đại về thiền đốn ngộ trong thời hiện đại, đã theo thầy Petrun trong 18 năm. Suốt thời gian ấy hai thầy trò không rời nhau, Nhô Xuân học và hành rất chuyên cần, đã tích lũy một kho công đức, thực tập và tỉnh hóa, sẵn sàng để nhận ra bản tâm, nhưng vẫn chưa được thầy khai thị. Rồi vào một buổi chiều, Petrun Rinpoche đã khai thị cho ông. Việc ấy xảy ra vào lúc họ cùng ở lại trong một am ẩn cư trên núi, phía trên ngôi tu viện. Đấy là một đêm đẹp trời, bầu trời xanh thẳm, sáng lên dưới ánh sao lấp lánh. Âm thanh tịch mịch càng tăng thêm bởi tiếng chó sủa xa xa. Petrun Rinpoche đang nằm dài dưới đất, thực tập một kiểu tu Dzogchen đặc biệt. Ngài gọi Nhô Xuân đến bảo, có phải ông bảo là ông chưa biết tự tánh tâm là gì hay không? Nhô Xuân đoán biết qua giọng nói của thầy rằng đấy là một giây phút nghiêm trọng. Ông gật đầu chờ đợi. Petrun Rinpoche nói, kỳ thực thì không có gì. Ngài nói bâng quơ và thêm, này con, hãy tới nằm đây như cha già của con. Nhiêu Xuân tiến đến duỗi dài cạnh ông. Petrun hỏi, con có thấy những vì sao trên trời không? Dạ có. Con có nghe chó sủa phía dưới tu viện không? Dạ có.
Con có nghe ta nói về với con không? Dạ có. Được rồi, tự tánh tâm bản chất của chốc trên chỉ là thế đấy. Nếu Xuân kể lại những gì xảy ra lúc đó, ngay khi ấy tôi đạt đến một sự chắc chắn của thực chứng nội tâm. Tôi đã giải thoát khỏi xiềng xích của phải và không phải. Tôi đã nhận chân tri giác nguyên thủy, sự hợp nhất đơn thuần giữa không với trực giác nội tại. Tôi được khai ngộ nhờ ân phước của Thầy, như Sahara bậc Thầy vĩ đại của Ấn Độ đã nói: kẻ nào mà lời Thầy đã thâm nhập vào tâm sẽ thấy được chân lý như ngọc trong lòng tay. Vào lúc ấy mọi sự hiển bày, kết quả bao năm tu tập thanh luyện đã phát sinh. Niêu Xuân đã chứng ngộ bản tánh, không có gì phi thường trong lời lẽ mà bậc Thầy đã sử dụng. Chúng kỳ thực rất bình thường, nhưng ngoài lời lẽ, một cái gì khác đã được truyền thông. Cái mà bậc Thầy khai thị là bản chất nội tại của mọi sự, mà chính là ý nghĩa chân thật của chốc trên. Vào lúc này, bậc Thầy đã đưa đệ tử vào trạng thái chứng ngộ qua năng lực và sự gia trì của sự thực chứng nơi Ngài. Nhưng các bậc Thầy không giống nhau. Họ có thể dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo để tạo ra sự thay đổi tâm lý ấy nơi đệ tử. Petrun Rinpoche chẳng hạn đã được khai ngộ bằng một cách lạ lùng bởi vị thầy quái dị tên Dokienshe mà tôi được nghe truyền tụng như sau. Petrun Rinpoche đang tu một phép quán yoga cao cấp và bị kẹt. Không một đồ hình nào về chư thiên hiện ra trong tâm ông. Một hôm ông đi đến thầy đang ngồi uống trà bên đống lửa đốt giữa trời ở Tây Tạng. Khi bạn thấy một bậc thầy mà mình kính trọng thì bạn lại dạy. Khi Petrun Rinpoche khởi sự lại từ xa thì Dokienshe điểm mặt ông mà gầm lên: "Ê con chó già kia, có giỏi thì cứ đến đây." Dokienshe có dáng dốc một hiệp sĩ dữ tợn với tóc xõa dài, áo quần xốc xếch, ưa cởi ngựa. Khi Petrun Rinpoche tiếp tục lại và tiến gần ông, ông luôn mồm chửi rủa và ném sỏi đá càng lúc càng lớn. Cho đến khi Petrun tới trong tầm tay thì ông quật ngã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, Petrun ở trong một trạng thái tâm khác hẳn. Những đồ hình lâu nay quán không được bỗng nhiên hiện rõ cho Ngài. Mỗi câu chữ và nhục mạ của vị thầy đã phá tan những dư tàn trong tâm phân biệt của người đệ tử. Và mỗi cục đá trúng người ông đã mở những huyệt đạo bế tắc trong cơ thể ông. Trong 2 tuần kỳ diệu tiếp theo, những hình ảnh của đồ hình đã không rời ông. Bây giờ tôi sẽ cố đưa ra một vài ý nghĩa kiến là gì, nó ra sao khi đã trực ngộ bản tâm. Mặc dù thực sự thì không ngôn từ phân biệt nào mô tả được điều ấy. Dzogchen Rinpoche nói lúc đó giống như cất một cái mồng ra khỏi đầu bạn. Thật là nhẹ nhõm khoáng đạt vô biên. Đấy là cái thấy tối thượng, thấy cái chưa từng thấy trước đây. Khi bạn thấy được cái chưa từng thấy thì mọi sự mở ra, trải rộng, rõ ràng, đầy sức sống, lạ lùng, tươi mát. Nó như thể là một cái mái vừa bay ra khỏi tâm bạn, hay một bầy chim thình lình bay ra từ một cái tổ đen tối. Mọi sự hạn cuộc trong đời đều tan biến rơi rụng, như xé một dấu niêm phong, người Tây Tạng thường nói. Tưởng tượng bạn đang ở trong một ngôi nhà trên đỉnh một ngọn núi cao nhất thế giới. Thình lình toàn thể ngôi nhà đã ngăn bích nhãn quan của bạn bấy lâu bỗng sụp đổ, làm cho bạn thấy được mọi sự vật xung quanh trong và ngoài. Nhưng kỳ thực không có vật gì để thấy. Những gì xảy ra không thể so sánh với bất cứ gì thường ngày. Đấy là một sự thấy toàn vẹn, đầy đủ, chưa từng có trước kia. Dzogchen Rinpoche bảo: kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn đã trôi bạn vào vòng sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay, chính là sự chấp thủ và cái bị chấp thủ. Khi bậc thầy khai thị và bạn nhận được, thì 2 thứ đó bị đốt sạch như lông chim trong ngọn lửa, không còn dấu vết. Cả sự chấp thủ và cái bị chấp thủ,
vật bị chấp thủ và con người chấp thủ được giải phóng trọn vẹn từ căn bản. Căn nguyên của vô minh đau khổ hoàn toàn khô kiệt, và mọi sự xuất hiện như bóng trong gương, trong suốt, lóng lên và như mộng huyễn. Khi bạn tự nhiên đạt đến trạng thái thiền định ấy, khởi hứng bởi kiến, thì bạn có thể an trú rất lâu, không sao lãng, không cần nỗ lực. Khi ấy không có gì gọi là thiền định để bảo vệ giữ gìn, vì bạn đang ở trong trạng thái dòng tuệ giác tự nhiên gọi là Rigpa. Và khi ở trong đó thì bạn thấy nó vẫn luôn luôn như vậy rồi. Khi tri giác bản nhiên chiếu sáng thì không một bóng tối hoài nghi nào có thể còn lại. Và một tri kiến sâu xa toàn vẹn sinh khởi trực tiếp không nỗ lực. Bạn sẽ thấy tất cả những hình ảnh và ẩn dụ tôi đã dùng tan hóa thành một kinh nghiệm bao quát về chân lý. Sự sùng kính ở trong trạng thái ấy, tâm đại bi ở trong trạng thái ấy, và tất cả tuệ giác phúc lạc, sáng sủa, vô tưởng, tất cả hòa nhập với nhau, liên kết với nhau thành một vị duy nhất. Lúc ấy là lúc giác ngộ. Một năng khiếu hài hước sâu xa tuôn phát từ trong tâm, khiến bạn mỉm cười trước khái niệm tư duy trật lất của mình bấy lâu về tự tánh tâm như thế nào. Từ đấy phát sinh một niềm tin không thể lay chuyển, một xác tính rằng nó đi rồi, không còn gì khác để tìm kiếm, không còn gì hơn để mà hy vọng. Tính chắc chắn của kiến này là cái cân làm cho sâu xa. Bằng cách liên tục nhìn vào tự tánh của tâm, nó cần được an trú qua kỷ luật thiền định. Thế thì thiền định trong chốc trên nghĩa là gì? Đấy chỉ là an trú trong kiến không sao lãng. Một khi đã được khai thị, Đức Chom Rinpoche mô tả thiền là trú tâm trong trạng thái tâm bản lai, không hết thảy mọi tạo tác của tâm, trong khi hoàn toàn buông xả, không sao lãng cũng không bám víu. Vì người xưa đã nói rằng thiền không phải là nỗ lực, mà tự nhiên thấm vào trong đó. Toàn thể mục đích của thiền trong pháp tu Dzogchen là tăng cường và an trú trạng thái tâm bản nhiên Rigpa, khiến cho nó phát triển toàn vẹn. Cái tâm bình thường theo tập quán đầy những dự phóng thật là mãnh liệt vô cùng, nó cứ luôn luôn trở lại và tóm lấy một cách dễ dàng khi ta không chú ý hoặc sao lãng. Đức Chom Rinpoche thường nói: bây giờ tâm bản nhiên của ta như một hài nhi bé bỏng, bị mắc kẹt trên một bãi chiến trường vọng tưởng nổi lên rất mạnh. Tôi muốn nói rằng chúng ta khởi sự công việc giữ em, giữ cái tâm bản nhiên ở trong môi trường bảo đảm của thiền định. Nếu thiền định chỉ là tiếp tục dòng tâm bản nhiên sau khi đã được khai thị, thì làm sao ta biết được lúc nào đó là tâm bản nhiên, lúc nào không phải là tâm bản nhiên? Tôi đã hỏi Đức Chom Rinpoche câu ấy, và Ngài đã trả lời với sự giản dị đặc biệt nơi Ngài: nếu con ở trong trạng thái tâm không thay đổi, đó là tâm bản nhiên. Nếu chúng ta không vẽ rắn thêm chân, lèo lái cái tâm bằng bất cứ cách nào, mà an trú trong trạng thái bất biến, sự tỉnh giác thuần tịnh của nó, thì đấy là tâm bản nhiên. Nếu có một sự gượng ép nào, một lèo lái nào, một bám víu nào của ta, thì đó không phải là tâm bản nhiên. Tâm bản nhiên là một trạng thái trong đó không còn một hoài nghi nào. Thực sự không có cái tâm nào để hoài nghi. Bạn thấy một cách trực tiếp. Nếu bạn ở trong trạng thái ấy, thì một niềm vui, một xác tính tự nhiên khởi lên cùng với tâm bản nhiên, làm cho bạn biết truyền thống Dzogchen là một truyền thống cực kỳ minh bạch. Vì càng đi sâu càng có thể khởi lên vọng tưởng vi tế, và cái đang cần là tri kiến về thực tại tuyệt đối. Ngay cả sau khi khai thị, vị thầy vẫn còn giải rõ chi tiết những trạng thái không phải là thiền Dzogchen và không được lầm lẫn. Một trong những trạng thái đó là bạn trôi dạt vào một cõi đất không thuộc về đâu. Trạng thái tâm trong đó không có tư tưởng, không ký ức, một trạng thái thờ ơ, đen tối, chán chường. Ở đó, bạn chìm lại vào trong nền tảng của tâm phàm tình.
trong trạng thái thứ hai có một chút ít yên lặng và hơi sáng sủa, nhưng là một thứ yên lặng trầm trệ, vẫn còn vùi trong tâm phàm tình. Trong một trạng thái thứ ba, bạn cảm nghiệm một sự vắng bóng tư tưởng, nhưng lại rơi vào không gian trống rỗng lạ lùng. Trong một trạng thái thứ tư, tâm bạn đi lang thang, chạy theo những tư tưởng dữ phóng. Không có trạng thái nào trong đấy là thiền định thật sự, và hành giả cần phải xem chừng một cách thiện xảo để tránh bị lừa dối bằng những cách ấy. Tinh yếu của hành thiền Dzogchen được đề ra trong bốn điểm sau. Khi một niệm quá khứ đã chấm dứt mà niệm vị lai chưa sanh, trong khoảng hở đó giữa hai niệm, có phải là có một ý thức về thực tại, mới mẻ, nguyên sơ, không bị thay đổi bởi một tơ tóc khái niệm nào, thường là một sự tỉnh giác nguyên vẹn hay không? Đấy, tâm bản nhiên là thế đấy. Tuy nhiên, nó không ở mãi trong trạng thái như vậy, bởi vì một niệm khác lại khởi lên, phải chăng? Đấy chính là ánh sáng chiếu ra của tâm bản nhiên. Nếu bạn không nhận ra niệm ấy đúng như bản chất nó, nghĩa là khi có tâm thì tự nhiên có ý tưởng khởi lên, lời dịch giả. Ngay khi nó khởi thì nó sẽ trở thành một ý tưởng khác như trước. Đây gọi là dây chuyền vọng tưởng và là nguồn gốc của sinh tử. Nếu bạn có thể nhận chân được bản chất thật sự của ý tưởng ngay khi nó khởi lên và cứ để yên nó đừng theo đuổi thêm, thì bất cứ ý tưởng nào khởi lên đều tự động tan trở lại vào trong khoảng bao la của tâm bản nhiên và được giải thoát. Đương nhiên, cần cả một đời tu tập mới hiểu được và nhận chân được tính phong phú và vĩ đại của bốn điều giản dị mà thâm sâu này. Ở đây tôi chỉ có thể cho bạn nếm qua một chút vị của cái khoáng đạt của thiền Dzogchen là như thế nào. Có lẽ điểm quan trọng nhất là Dzogchen trở thành một dòng liên tục của tâm bản nhiên, như một con sông chảy liên tục ngày đêm không gián đoạn. Dĩ nhiên đây là trạng thái lý tưởng, vì sự an trú vào kiến một cách không sao lãng ấy, sau khi được khai thị và nhẫn chân, chính là phần thưởng của nhiều năm tu tập kiên trì. Thiền Dzogchen rất hiệu lực trong công việc xử lý những sanh khởi của tâm và có cái nhìn độc đáo về những sanh khởi ấy. Mọi sự khởi tâm đều được thấy trong bản chất thật của chúng, nghĩa là không rời tâm bản nhiên và không chống chọi với nó, mà kỳ thực không gì khác hơn. Và điều này rất quan trọng. Và những tia tự chiếu của tâm bản nhiên, những biểu hiện năng lực của nó, giả sử bạn thấy mình ở trong một trạng thái yên lặng sâu xa, thông thường trạng thái ấy không kéo dài. Một ý niệm, một chuyển động luôn luôn khởi lên như sóng trong biển. Đừng chối bỏ sự chuyển động hay đặc biệt ôm lấy sự yên tĩnh, mà cứ tiếp tục dòng hiện trú thuần túy ấy của tâm bạn. Trạng thái an bình lan khắp của thiền định ấy chính là tâm bản nhiên. Mọi sự khởi lên trong tâm không gì khác hơn là tâm ấy chiếu ra. Đây là trái tim, là nền tảng của pháp hành thiền Dzogchen. Một cách dễ tưởng tượng điều này là như thể bạn đang cởi trên tia mặt trời để trở về mặt trời. Bạn theo dõi ngay những niệm khởi trở về căn nguyên của chúng, nền tảng tâm bản nhiên. Khi bạn thể hiện sự bền vững của kiến, thì bạn không còn bị đánh lừa và chia trí bởi bất cứ gì sanh khởi, và do đó không thể làm mồi cho vọng tưởng. Dĩ nhiên trong biển có sóng to, sóng nhỏ, có những cảm xúc mạnh mẽ kéo đến như giận dữ, dục vọng, ganh tị. Hành giả thực thụ sẽ nhận chân những thứ này không phải quấy rầy hay chướng ngại, mà là một cơ hội lớn. Phản ứng lại những sinh khởi như thế với khuynh hướng thông thường là chấp nhận, và chối bỏ chính là dấu hiệu chứng tỏ không những bạn chia trí mà còn không nhận ra được và đã mất dấu tâm bản nhiên. Phản ứng lại những cảm xúc bằng cách đó thì chỉ làm cho chúng có thêm năng lực và trói buộc chúng ta chặt chẽ hơn vào dây xích vọng tưởng. Bí quyết lớn của Dzogchen là nhìn suốt những cảm xúc khi chúng khởi lên, để thấy mặt thực của chúng là biểu hiện sống động như điện chớp của chính năng lực Rigpa, tâm bản nhiên. Khi bạn tập dẫn cách làm này, thì ngay cả những cảm xúc rầy rà nhất cũng không thể tóm lấy bạn,
mà tan biến như sóng lớn dậy lên rồi lùi lại và chìm vào đại dương yên tĩnh. Hành giả khám phá, và đây là một cái nhìn đảo lộn mà sự vi tế và năng lực của nó không thể suy lường, rằng không những cảm xúc mạnh không thể kéo bạn đi, lôi bạn trở lại vào dòng nước xoáy của sự thác loạn trong bạn, mà chúng có thể thực sự hữu ích để đào sâu, làm mạnh thêm tăng cường Ripa, trạng thái tâm bản nhiên, năng lực vũ bảo trở thành nguyên liệu để nuôi dưỡng cái năng lượng đã được đánh thức của tâm bản nhiên. Cảm xúc càng mạnh, càng bốc lửa, thì trạng thái tâm bản nhiên càng được tăng cường. Tôi thấy rằng phương pháp độc đáo này của Dzogchen có mãnh lực ghê gớm để giải tỏa ngay cả những vấn đề tâm lý và cảm xúc đã ăn sâu thâm căn cổ đế. Bây giờ tôi xin đưa ra cho bạn một lối giải thích giản dị về tiến trình này hoạt động ra sao. Điều này sẽ vô giá về sau, khi ta xét đến những gì xảy ra vào lúc chết. Trong Dzogchen, bản chất nội tại tự nhiên của mọi sự gọi là ánh sáng căn bản hay ánh sáng mẹ. Nó lan khắp lĩnh vực kinh nghiệm của chúng ta, và bởi thế cũng là bản chất nội tại của những tư tưởng và cảm xúc khởi lên trong tâm ta nữa. Mặc dù chúng ta không nhận ra điều đó, khi Bậc Thầy khai thị cho chúng ta bản tính chân thật của tâm, tức là trạng thái Ripa hay tâm bản nhiên, thì điều ấy giống như Thầy cho ta một cái chìa khóa. Trong Dzogchen, chúng ta gọi chìa khóa ấy sẽ mở cho chúng ta đến tri kiến toàn vẹn là ánh sáng đạo lộ hay ánh sáng con. Ánh sáng căn bản và ánh sáng đạo lộ thực ra chỉ là một, nhưng vì mục đích giảng dạy mà được phân ra như thế. Nhưng một khi có được chìa khóa ánh sáng đạo lộ nhờ sự khai thị của Bậc Thầy, thì ta có thể sử dụng nó tha hồ để mở vào cánh cửa bản tánh tự nhiên của thực tại. Sự mở cửa này gọi theo Dzogchen là gặp gỡ giữa ánh sáng căn bản và ánh sáng đạo lộ, hay mẹ con gặp gỡ. Một cách nói khác là vừa khi một ý tưởng hay cảm xúc khởi lên, ánh sáng đạo lộ Ripa nhận ra ngay bản chất của nó, tính nội tại của nó là ánh sáng căn bản. Trong giây phút nhận ra nhau ấy, hai ánh sáng tan hòa vào nhau, tư tưởng và cảm xúc được giải phóng ngay tại nền tảng của nó. Điều cốt yếu là kiện toàn sự tập luyện hội nhập hai ánh sáng này và giải tỏa những mống tâm động niệm ngay khi đang sống. Bởi vì điều xảy ra vào lúc chết với tất cả mọi người là ánh sáng căn bản xuất hiện trong vẻ huy hoàng rộng lớn và mang theo nó một cơ hội để giải thoát hoàn toàn, nếu và chỉ nếu bạn đã biết làm cách nào để nhận ra nó. Có lẽ đến đây điều rõ ràng là sự tan hòa hai ánh sáng và tự hóa giải mọi ý tưởng cảm xúc chính là thiền định ở tầng sâu xa nhất của nó. Kỳ thực thì danh từ thiền định quả không thích hợp với pháp hành trì Dzogchen, vì thiền định bao hàm sự tư duy về một cái gì, mà trong Dzogchen thì tất cả chỉ là và luôn luôn là tâm bản nhiên. Bởi thế không có vấn đề một sự thiền định tách rời với sự an trú cái hiện diện thuần túy của tâm bản nhiên. Danh từ duy nhất có thể diễn đạt được cái này là không thiền. Trong trạng thái ấy, theo lời các bậc thầy, dù bạn có đi tìm vọng tưởng cũng không còn sót lại cái nào. Cho dù bạn muốn kiếm một hòn sỏi bình thường trên một hòn đảo vàng ngọc, thì bạn cũng không cách nào tìm được. Khi kiến đã hiện diện liên tục, dòng tâm bản nhiên không gián đoạn, sự hòa nhập hai ánh sáng là tự nhiên, liên tục, thì mọi vọng tưởng khả hữu đều được giải tỏa ngay tại gốc của nó, và toàn thể nhận thức của bạn khởi lên liên tục là tâm bản nhiên. Những bậc thầy nhấn mạnh rằng muốn ổn định kiến trong thiền định, điều cốt yếu trước hết là hoàn tất sự luyện tập này trong một khung cảnh đặc biệt của nhập thất. Ở đấy mọi điều kiện thuận lợi đều sẵn có. Còn ở giữa sự tán loạn rộn ràng của thế gian, thì dù bạn có thiền bao nhiêu, kinh nghiệm thực thụ cũng không phát sinh được trong tâm bạn. Thứ hai, mặc dù trong Dzogchen không có sự khác biệt giữa thiền và đời sống thường nhật, song khi bạn chưa có được sự an trú thực vững vàng nhờ thiền tập vào những thời khóa hẳn hoi, thì bạn không thể nào hội nhập tuệ giác của thiền định vào kinh nghiệm hàng ngày.
thứ ba, ngay cả khi bạn thực hành, bạn có thể an trú dòng tương tục tâm bản nhiên với niềm tin của kiến. Nhưng nếu bạn không thể tiếp tục dòng ấy vào mọi lúc và mọi tình huống, hòa lẫn sự tu tập với đời sống hàng ngày của bạn, thì nó sẽ không làm phương thuốc cứu bạn được. Mỗi khi hoàn cảnh khó chịu khởi lên, và bạn sẽ bị ý tưởng, cảm xúc dẫn cho lạc vào mê vọng. Có câu chuyện thú vị về một hành giả Dzogchen, sống không khoe khoang, nhưng lại có một đám đông đồ đệ. Có một thầy tu rất kiêu hãnh về học vấn đa văn của mình, đâm rất ganh tị với hành giả mà ông ta biết là không đọc sách nhiều. Ông ta nghĩ, sao một người tầm thường như thế dám dạy đệ tử? Sao y dám tự xưng thầy? Ta sẽ đến thử tri kiến của y, cho lộ cái sự giả dối của y, và làm nhục y trước mặt đệ tử, để bọn này bỏ y mà theo ta. Bởi vậy, y đến viếng vị hành giả và hỏi với vẻ khinh miệt: này đồng bạn Dzogchen, có phải ông chỉ có thiền mà thôi không? Vị hành giả trả lời một câu hoàn toàn bất ngờ: có gì để thiền? Thế thì ông không thiền định gì cả sao? Vị học giả nói một cách đắc thắng: nhưng có bao giờ tôi tán loạn đâu. Khi sự an trú trong tâm bản nhiên trở nên một thực tại, thì nó bắt đầu thấm nhuần sự sống và hành động hàng ngày của hành giả, nuôi dưỡng một sự ổn định và niềm tin sâu xa. Dzogchen Rinpoche nói: hành có nghĩa là thật sự ngâm nhìn những ý tưởng của chính bạn, xấu hay tốt, nhìn suốt bản chất thật sự của bất cứ ý tưởng nào có thể khởi lên, không truy tầm quá khứ, cũng không mời gọi tương lai, không để cho tâm bám víu vào những kinh nghiệm hạnh phúc, cũng không để nó tràn ngập bởi những tình cảnh đau buồn. Khi làm như vậy, bạn có đạt đến và an trú trong đại xã, trong đó mọi sự tốt xấu, an nguy đều không có lai lịch gì chân thực. Sự trực ngộ kiến một cách tinh vi toàn triệt sẽ thay đổi cái nhìn của bạn đối với sự vật. Càng ngày, tôi càng nhận rõ rằng chính ý tưởng và khái niệm đã ngăn cản không để cho chúng ta luôn an trú trong tuyệt đối. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thầy tôi thường dạy: hãy cố gắng đừng tạo ra quá nhiều hy vọng hay lo sợ, vì chúng chỉ tổ gây thêm sự bám víu trong tâm. Khi kiến có mặt, thì những ý tưởng được nhìn thấy đúng như bản chất chúng, đó là phù du, trong suốt, và chỉ có tính cách tương đối. Bạn thấy suốt mọi sự một cách trực tiếp, như thể là bạn có con mắt X-quang. Bạn không bám víu, cũng không xua đuổi những ý tưởng cảm xúc, mà chào đón tất cả chúng trong vòng ôm lớn rộng của tâm bản nhiên. Những gì mà trước đây bạn coi là rất quan trọng, những tham vọng, kế hoạch, mong đợi, hoài nghi, đam mê, không còn khống chế bạn một cách sâu xa nữa, vì chánh kiến đã giúp bạn thấy được cái trống rỗng, phi lý của tất cả chúng nó. Nhờ vậy phát sinh trong bạn một tinh thần từ bỏ thật sự, an trú trong niềm tin và ánh sáng của tâm bản nhiên, làm cho những ý tưởng cảm xúc của bạn được giải tỏa một cách tự nhiên, không cần nỗ lực, vào trong không gian rộng lớn của tự tĩnh tâm, giống như là viết chữ trên nước hay vẽ trên nền trời. Nếu bạn thật sự tu tập như thế đến chỗ toàn vẹn, thì nghiệp không còn cơ hội để tích lũy. Và trong trạng thái buông xả hoàn toàn ấy, định luật nhân quả trong vòng nghiệp báo không còn cách nào trói buộc bạn. Đừng tưởng điều ấy dễ, thật vô cùng gãy go để an trú không sao lãng trong tự tánh của tâm, dù chỉ trong chốc lát, chứ đừng nói đến giải tỏa một ý niệm hay cảm xúc ngay khi nó sinh khởi. Chúng ta thường cho rằng chỉ vì mình hiểu được một điều gì trên phương diện tri thức, hoặc tưởng mình đã hiểu, mà việc ấy có nghĩa rằng mình đã thật sự đạt ngộ. Đấy là một ảo tưởng lớn lao. Cần phải có sự chín muồi, thuần thục của sự tu tập,
quá nhiều năm học lắng nghe, tư duy, quán tưởng, thiền định và thực hành kiên trì, và nhất là sự thực hành Dzogchen, luôn luôn cần sự hướng dẫn và khai đạo của một bậc thầy đủ tư cách. Nếu không thì sẽ có một mối nguy mà truyền thống này gọi là kiến nuốt mất hành. Một giáo lý cao siêu mãnh liệt như Dzogchen kéo theo một nguy cơ trầm trọng khi tự lừa dối mình, tưởng mình đã giải thoát hết tư tưởng cảm xúc, mà kỳ thực tuyệt nhiên bạn chưa có khả năng làm chuyện ấy, hoặc tưởng mình đang hành động một cách tự nhiên như thiền sư Dzogchen thực thụ, thì bạn chỉ có đang kết nạp tích lũy vô số ác nghiệp như Padmasambhava nói. Và điều này tất cả chúng ta đều nên có là: mặc dù kiến ta bao la như bầu trời, mà hành động và niềm tin tôn kính đối với nhân quả nơi ta nhỏ nhiệm vi tế như hạt bụi. Những bậc thầy trong truyền thống Dzogchen vẫn thường nhấn mạnh rằng nếu không hoàn toàn quen thuộc một cách sâu xa với tinh yếu và phương pháp tự giải thoát nhờ thực tập lâu dài, thì thiền chỉ có đi sâu thêm vào con đường hư vọng. Điều này có vẻ gay cấn, nhưng thực sự là thế, bởi vì chỉ có nhờ liên tục tự giải tỏa tư tưởng mới thực sự chấm dứt được sự thống trị của hư vọng và che chở bạn khỏi ngục lặng trong đau khổ và loạn thần kinh. Nếu không có phương pháp tự giải tỏa, thì bạn sẽ không thể nào chống chọi những bất hạnh và hoàn cảnh xấu mỗi khi gặp phải. Và dù có thiền định, bạn vẫn bị những cảm xúc mạnh như giận dữ, ham muốn hoành hành. Mối nguy hiểm của những loại thiền khác không theo phương pháp này là chúng trở thành giống như thiền định của chư thiên, dễ dàng lạc vào trạng thái đâm chiêu trịnh trọng, hoặc xuất thần thụ động, hoặc trống rỗng ngoan không, không thứ nào trong đây tấn công và đánh tan vọng tưởng tận gốc rễ. Bậc thầy Dzogchen vĩ đại Vimalamitra nói về những cấp độ của tánh tự nhiên trong sự giải thoát này một cách minh bạch nhất. Lúc mới làm chủ được công phu này, sự giải thoát xảy ra đồng thời với sự sanh khởi, giống như nhận ra người quen trong đám đông. Khi thuần thục đi sâu vào công phu, thì giải thoát xảy ra đồng thời với sự khởi lên những ý tưởng và cảm xúc, như một con rắn mở ra những khoanh cuộn tròn của nó. Và trong trạng thái cuối cùng của sự làm chủ pháp môn này, thì giải thoát ví như một kẻ trộm đi vào ngôi nhà trống. Dù cái gì khởi lên cũng không có hại hay có lợi gì cho một hành giả thực thụ. Ngay cả trong một hành giả Dzogchen cao cấp nhất, nỗi buồn niềm vui, hy vọng sợ hãi vẫn còn nổi lên như trước. Cái khác nhau giữa một người thường với một hành giả là cái cách họ nhìn những cảm xúc của họ và phản ứng đối với những cảm xúc đó. Một người thường sẽ theo bản năng mà chấp nhận hay chối bỏ ngay những cảm xúc, và thế là khởi dậy ràng buộc hoặc chán ghét, kết quả là tích lũy thêm ác nghiệp. Nhưng một hành giả Dzogchen thì nhận ra mọi sự khởi lên trong trạng thái trong sáng tự nhiên của nó, không thể để cho sự chấp thủ khởi lên trong nhận thức của mình. Diogo Khyentse Rinpoche mô tả một hành giả lang thang qua một khu vườn. Ông hoàn toàn tỉnh giấc trước vẻ đẹp huy hoàng của những đóa hoa, thưởng thức màu sắc, hình dáng, mùi hương của chúng, nhưng không có một dấu vết nào của sự bám víu ở nơi ông hay bất cứ một hậu ý nào trong tâm. Như Dzogchen Rinpoche nói, bất cứ nhận thức gì khởi lên, bạn hãy nên làm như một đứa trẻ đi vào một ngôi chùa trang hoàng lộng lẫy. Nó nhìn mà sự bám víu tuyệt nhiên không đi vào nhận thức của nó. Cứ thế, bạn để mọi sự ở nguyên trong trạng thái mới mẻ, tự nhiên, sống động, vô nhiễm của nó. Khi bạn để mọi sự ở nguyên trạng thái nó, thì hình dáng nó không thay đổi, màu sắc của nó không phai nhạt, vẻ sáng sủa của nó không biến mất. Bất cứ gì xảy đến không bị ô nhiễm bởi chấp thủ nào. Bởi thế tất cả gì bạn thấy đều khởi lên như là tuệ giác trần trụi của Rigpa tâm bản nhiên, và vốn là sự bất khả phân của ánh sáng và hư không.
sự hài lòng, tin tưởng, sự trong sáng khoáng đạt, sức mạnh và tính hài hước sâu xa, niềm giác tính khởi lên do sự trực nhận chánh kiến về tấm bản nhiên, là kho tàng vĩ đại nhất của cuộc đời, là hạnh phúc tối thượng mà một khi đã đạt đến thì không có gì có thể phá hủy, ngay cả cái chết. Dilgo Rinpoche nói, một khi bạn đã có chánh kiến thì dù cho những nhận thức lừa dối của sinh tử vẫn còn khởi lên trong tâm, bạn vẫn như bầu trời. Khi một cầu vồng xuất hiện trước mặt, nó cũng không lấy làm hãnh diện, mà khi mây mù xuất hiện, nó cũng không lấy làm buồn bực. Có một cảm giác sâu xa về sự hài lòng bên trong bạn cười thầm khi thấy mặt tiền của niết bàn và sinh tử. Chánh kiến làm cho bạn luôn luôn vui vẻ, một nụ cười hàm tiếu luôn nở trong tâm. Khi đã thanh lọc ảo tưởng lớn bóng đen của tâm thức thì tia sáng của mặt trời không bị ngăn bích, cứ liên tục chiếu ra. Người nào để trong tâm sự chỉ dạy trong quyển sách này về blockchain và thông điệp của nó về sự chết thì sẽ được gửi cảm hứng để đi tìm được và đi theo một bậc thầy có tư cách và khởi lên sự dấn mình vào công phu tu tập. Trọng tâm của công phu blockchain là hai việc luyện tập Chacho và Togo, tối cần cho sự thấu hiểu sâu xa về những gì xảy ra trong giai đoạn trung gian. Ở đây tôi chỉ có thể cho một dẫn nhập sơ lược nhất về hai pháp ấy. Sự giải thích toàn vẹn chỉ được làm bởi một bậc thầy đối với môn đệ, sau khi người đệ tử đã hoàn toàn nhiệt tâm theo giáo lý và đã đến một giai đoạn tu tập nào đó. Điều tôi đã giải thích trong chương này tinh yếu sâu xa chính là trái tim của sự thực hành Chacho. Chacho có nghĩa là cắt ngang vọng tưởng một cách trực tiếp, mạnh mẽ và toàn triệt. Vọng tưởng được cắt đứt cốt yếu là nhờ năng lực của kiến về tâm bản nhiên, như một con dao cắt xuyên qua một thỏi bơ hay một lực sĩ karate chặt một chồng gạch. Toàn thể lâu đài vọng tưởng sụp đổ, như thể móng của nó bị giật sập. Vọng tưởng bị cắt đứt và sự trong sáng nguyên thủy, tính giản dị tự nhiên của tâm bản nhiên được hiển bày. Chỉ khi bậc thầy xác định bạn đã có căn bản trong sự thực hành Chacho thì vị ấy mới khai thị cho bạn pháp tu nâng cấp gọi là Togo. Hành giả Togo làm việc trực tiếp với điểm linh quang nội tại, hiện trú một cách tự nhiên trong mọi hiện tượng,